Lộc mình chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúng tôi cả nhà, anh em mình đi bắt đăng về thì tôm thì mình bán cả nhà, thì có chừa lại hai cái ngát của anh Tài lên mấy anh em làm nồi lẩu ăn cả nhà. Tại để xài buổi sáng buổi trưa trưa này lên nấu đồ ăn ăn với mấy anh em. Chầm thì bé xài nè, anh Trọng thì đi cân cá, Hậu thì đi ông chuyện. Ba anh em ở nhà mình chuẩn bị trước, bác mấy anh em về ai ảnh thì vô phụ, mấy nấu anh em về ăn. Này nấu lẩu mắm cốt hay nha. Cá mình chừa hai con lại mình mặn sạch nữa cả nhà. Này nấu lẩu mắm cốt có heo, dừa, bông bí, cà, hú ba, con súng, nấm gom, nhạt nhẹ, có hai con khẩu mắm cốt nữa cả nhà. Lâu rồi không ăn lẩu này ha. Gió lạnh lạnh nè, làm nấu cho nó ấm nhà ấm cửa. Mẹ của mình lên hả anh Tài? Mẹ của mình lên nè, mà bò leo cho nó ngọn á, mẹ với mẹ đổ chạc mẹ đổ. Bữa nay đi săn bắt về mà qua Tết như trong người nó không được khỏe mà sao nó mệt chứ ta. Nhà anh Trầm bệnh chân luôn kìa, qua Tết sao trời như chở gió hay sao, nhà ai cũng bệnh nha, không phải riêng anh em mình nữa. Cảm con anh là Tết giờ đâu có đi học, tới ngày đi học cũng đâu đi đâu. Chưa hết bệnh hả? Chưa. Kỳ ha, thời tiết hôm nay kỳ thì chứ. Bởi vì mà không biết sao ha, mới qua thấy cái năm nhuận ra là mình thấy bệnh rồi đó. Ha. Thường thường ta nói năm nhuận tháng hạn hả? Năm nhuận tháng hạn. Khó làm ăn. Mà năm nhuận năm nhuận gì qua Tết bắt đăng dầm đám mưa nữa. Vậy nói chung anh em cũng không được khỏe lắm nha cô chú anh chị. Dầm mưa mình dọn cái đường đăng mình cuốn lên quải, mà trong người nó mệt mệt, nó yếu yếu sao á, kỳ lắm kìa. Không mưa mà không nắng. Ừ không, khó chịu người. Cái người nó sao đâu á. Bé có mình thế vậy quải nha. Lên bé 400 kg đi. Bé mình lên bé 400 kg. Quải ha. Lên xuống. Lên chạc xuống chạc leo. Ủa mà sao năm nay anh không bán người ta ấy, người ta không mua vuốt hả? Bán người trong sóc trăng người ta không có nhân công bẻ. Người ta chỉ mua nhưng mà mình bé là mình bé hơn đúng không? Bé hơn là cao đúng không? Bé hơn là cao. Hôm nay cái viên xài cũng lỡ. Có giá hôm nay cũng xài. Xuống giá nhưng mà xài. Có hơn ít nè. Thường nó vậy á. Tại mà nhiều mà trúng rồi ai cũng trúng cái nó ghẻ ghề à. Ừ. Còn như xài mà
ít á, người có chút á thì nó có giá. Năm nào như năm nấy. Dầm cũng bán được 13 ngàn á. Bé anh đó. Bé hơn nó giờ đi giặt rồi đó. Chúng xài cũng tùy đám nha cô chú anh chị. Tùy đám lái người ta mua người ta vô vườn người ta tự bẻ người ta vuốt cái hết rồi. Tùy đám. Đám người ta lái nhiều nhiều. Lái nhiều. Xài người ta nhiều. Để bán 2-3 ngày chứ không lẽ là ớt đâu. Cắt ngày bé ngày. Phải nói ngược cũng phải. Xài lúc nào cũng trước xa chứ nó ngược. Không, ý là bẻ vuốt á. À, bẻ vuốt thì chắc hàng nóng tụng nó bẻ nó được. Này bán hàng chợ. Hàng gọt á. Sài Gòn á. Sài Gòn á. Bẻ vuốt như vừa rồi. Bắt đầu cháy xả tỏi ớt của các bạn. Thơm dữ ta. Thơm, đúng rồi. Bụng rồi. Giờ tỏi vàng mình cho thịt cho mình xào các bạn. Trời cũng dữ chứ. Mà nhỏ thì cho phim đó. Ở lần tới phút này là con sao vậy? Hèn xôi. Này có giấy xào vậy Hậu? Đập dập dập ha. Quết một cái. Tới luôn chuyện rồi. Cái này dầm mưa nữa, về ăn đồ lẩu này ngon à. Nè là sao ta? Cho nước vừa vô nghe cái nè. Tấm bên này đỏ này nhé. Ừ, cái thịt nó đỏ đỏ này. Bánh này chất lượng. Cà chín là mình cho mình niêm ngay cả nhà. Này có đường một giọt để tí xíu niêm. Còn không có niêm muối, là mắm mặn nữa. Cho nó giòn như thế này. Giọt xong ngâm với muối nè. À, héo héo rồi nhắc xuống lẩu rồi đi. Bắt mũi đi riêu và mình cho mấy xuồng nhỏ vô. Lúc mặn mặn là vài bữa canh canh đi cho xuồng lớn vô kiếm cái xuồng lớn vậy nè. Vài bữa đi bắt cá ngát anh cần này. Lâu rồi. Tại anh em chưa khỏe. Cứ lè ngàn hoài. Chưa có mạnh như mấy, chưa có dám ngâm nước nhiều. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bắt về có mồi ngon xúm xích lại ăn. Đây là bữa ăn đầu tiên của Vàng Lăng Mé nha. Ừ, đang đầu tiên. Đầu năm luôn á. Đầu năm á. Xì trong người quá, mới dầm mưa nữa, không có nhậu quá nha. Nhậu chắc khỏi làm luôn á. Chuyện qua là bị sốt luôn á. Chào cả nhà. Mới cần cá về lụm tiền phải không? Lụm tiền. Đầu năm khai trương im quá anh Trọng hả?
triệu năm mới ngon. 6 triệu hả? 4 ngày. 4 ngày được 6 triệu cũng được. Nha nha. Năm mới xích hành được rồi, ok. Ừ. Cắt cái đuôi này bớt bỏ xíu đi nhé. Dài quá. Ừ. Để đi cho anh chậm tuốt. Màu dài quá tuốt màu. Nó bị chổi. Bị dính lại khúc thôi được rồi đầy, đầy dữ lắm rồi. Bữa ăn đầu năm mới có bờ môi ấy, có bờ môi ấy mềm mà giữ mềm này mới cần cá về có tiền ăn nó sẽ ngon hơn anh chồng. Vũ à, hết nước rồi, hết nước rồi cả nhà. Ở trong nước này chạy cá cũng mấy mà nó con nó không được bự không. Ừ, tính ra cá dăm nhiều. Núi đi anh. Hôm năm nay cá sú dăm hết biết rồi. Hy vọng là cuối vụ chúng lại. Mình nuôi lên luôn, lên luôn. Cá nửa ký này là gần cuối vụ là lên ký mấy hả nè. Cá sú màu lắm. Màu. Lên miếng lửa đó đi. Làm cái này bằng trắng đi. Cái này mà không có bệnh ha, không có trong người lè ngàn hay gũ đế ha. Tới công chuyện luôn. Rồi xong rồi. Chờ lạnh lạnh này coi như ban. Còn gì của nữa. Nó gió trước mà lạnh chứ chạy 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 thật chứ. Quá. Thời tiết mà. Chắc không khí lạnh. Ảnh hưởng gì không biết. Trời này nhà nào cũng bệnh vậy á, phải anh em mình không nữa. Tết giờ mình si hoài luôn. Si hoài. Mình biết lý do sao chậm hết không? Mình xí nước hoài. Dầm nước hoài. Không mình làm này phải dầm nước vậy. Phải à. Không mất cũng nhiều, cái ngày đăng này phải xuống sông thôi chứ không đường này không xuống sông. Mà cái dàn đăng này mình phải dầm nước thôi, không dầm nước làm đâu được. Hồi xưa anh đâu có ngồi xuồng kéo đâu. Lặn không hồi xưa lặn không á. Người bơi xuồng á. Cái đi trước lặn tới cây sào cái nổi lên. Ừ. Cọt vô rồi nắm theo cái đuôi xuồng á, dị tới nhất nó không ta nếu mà nó hụt nó đăng á thì nó lặn xuống dưới. Rồi nó lên. Đến chạy em rồi. Bây giờ làm dạo dạo nó dài. Anh mới kêu làm dạo nó dài mình ngồi đi xuồng cái cho nó khỏe. Cái bệnh à, có cái đuôi à. Cái một dàn đăng đó mà một mình lặn đâu nổi đâu. Trời ơi, sao lặn nổi anh? 70 hơi, ủa nếu 70 cây xào phải 70 hơi. Ừ. Anh chồng không nổi đâu. Rồi cảm ơn em. Bữa nay gặp lại bờ môi của mùa nước 2023 phải không? Đầu tiên nữa nha. Anh em vô cái khí thế rồi. Lâu quá. Không gặp bờ môi ấy. Nha, 1 2 3 mình nâng ly cái vô nâng chén. 1 2 3 vô. Cù lơ vô mười góc. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe mà cả nhà ăn cá ngát với ba gọi kho lộc mắm ruốc với anh em nha. Năm mới nha, mắm ruốc. Bữa nay kho miếng thịt cũng đỏ rồi. Còn miếng thịt tới bữa nay thấy miếng thịt ngon rồi nè. Đỏ giống quá. Thấy rồi ăn này nè. Hẹ phải không? Ừ. Bánh hẹ vô. Chấm đường nó thấm. Bữa nay cho ăn cái đầu rồi, tại vì bắt lại con cá nó bự nó ra quá. Cá cá mót. Cá mót cũng nhí mọi nói hết rồi. Thế rồi mình bắt lại cũng gần chín cơm á. Không phải mót mà tại vì nước nó nhiều. Béo còn béo. Bàn tay bắt tôm trứng dữ. Không bắt tôm trứng quá trình. Ngày mai không cho nó gì bắt đâu. Mày con đủ gì. Bắt quá trời à. Tôm trứng không. Vô rồi. Mà bây giờ tôm trứng hơi không có nhỏ như đó ha, tôm trứng. Ừ. Tôm trứng là tôm trứng bự luôn ha. Tôm trứng là bự nhất. Cành nhé. Tôm chạy hơi cao rồi. Nó dính tôm trứng hết. Tôm chạy hơi cao hả? Hồi bữa nay chuẩn tuột rồi. À, bữa nay nhả nước lại nè. Nhả nước lại nè. Bữa nay nhả nước hơi ngọt cả. Ừ. Nè ông Tèo nói ở trển giờ kêu cân không nổi luôn. Tôm á. Tôm dữ lắm hả? Vừa là nó chạy nước rồi chứ nè. Chạy nước rồi. Nếu 30 á. Nước này chưa ấy đâu, nó chạy nước rồi. Nước mình trúng tôm bữa Tết. Ừ. Mình trúng Tết. Tại vì bữa đó mình nghĩ Tết chứ đúng rồi. Bữa đó mình đạp 1 triệu 2 triệu. Tiền nó lại trúng dữ lắm. Nước lên quá chừng. Căng gông luôn mà. Cái mấy cái bãi bên đó mà đạp nước có thì thôi. Mà lúc mình đạp mình biết trúng đang kéo lên biết trúng hầm dưới tôm nó đeo nhóc đeo nhóc.
Nhưng cái hai nữa là con nước nó linh láng, nó tôm nó bò vô sâu, mình kéo lưới nó dễ hơn cái vụ mà nước kém kém này. Nó đám nhiều khi nó nhát, nó ít có vô bờ mà nó ấm lắm rồi. Hai thứ nước này ở gì hỏi nguyên nhân sao kéo mà em kêu tắt đèn. Nhiều khi kéo thầm luôn, tối nay nó quá là em sẽ tắt đèn luôn á, cho danh quay chút xíu và tắt á. Sợ cá nó nhát, cá nó nhát tại vì nước quá trong, cái nước trong cái đèn nó dội xuống mình chăng cái đèn mình dội xuống khoảng cái thước nước á chứ đâu phải giờ ít đâu. Chăng nữa mà chăng nữa bởi vì con cá nó sẽ nhát. Quá chí động cá đã không hậu lướt lướt mẹ quá béo nước trong rồi thì thấy cá nữa. Để cả cá mà đi dùm lần cái nước ngoài thấy á. Nước mặn ở trong mấy cá bự gì thấy luôn á, bữa nay sẽ dở rồi. Bữa nay thấy nó đục phải không? Đục nó nhả nước vậy á. Nhả nước lại. Với nãy anh thử nó nhả rồi. Nước mà sập sòi vậy mình ăn nó trúng. Còn mà nếu mà nó nằm trì ị luôn là mình thắt á. Anh giấy cho thục lên thục xuống không có cá sủ ăn. Chứ còn không ai đi luôn à. Tôm cũng vậy vậy. Tôm thục lên thục xuống mình mới trúng á. Tôm lên xuống. Đặng hoàng nếu nó nhả nước này nước sao mình trúng. Nước 30 trúng lại à. Nước 30 trúng lại. Nước 30 nó lớn. Với hàng tôm nên nó quen được cái lại. Thứ nhất là cái nước 30 nó lợi thế nhiều thứ lắm. Thứ nhất là cái nước 30 là nó lớn. Cái thứ hai nó không có chăng tối trời. Cá mình mạnh hả? Đạp đăng mà tối trời là ngon nhất, khoái nhất. Còn cái con nước gầm nó bị hạn chế, thứ nhất là nước nó nhỏ nước. Thứ hai nữa nó bị chăng. Nó vậy chứ mấy con cái đặt giặt như cá chẽm đồ, chờ chăng đồ nó cũng nhát vô. Cái hai nước nhỏ quá mấy cá bự khôn á. Cái bãi đăng này nè, nếu mình đạp nước 30 lại chúng rồi mà. Nước kéo nước chỉ có chút xíu nước. Hôm kéo em thấy nước nhỏ xíu. Bữa nay dậy dậy đông rồi. Bữa nay bạn gió quá thổi gió chướng rồi. Chướng này là chánh tông gió chướng rồi. Dành ngọn rồi đó. Đây, đang trọng luôn rồi. Chánh tông gió chướng rồi đó. Nó không có kiểu mà nó cái bánh cá chạy dựng chướng mà khoảng cả một tuần lễ ông mới im rồi. Ông dành sòng rồi đó mà ông mới dịu lại, ông quậy một tuần lễ lên bờ xuống ruộng tuần lễ đó nó thổi. Quá béo không? Ngon. Hôm nay thì chủ yếu anh em mình tập trung vô cái dàn đăng, mình được có vài tháng mấy hai tháng nữa nghỉ rồi đó. Cái mưa là xuống rồi đâu có còn nắng nhiều nữa. Lúc đó đăng nước đêm thôi, cực dữ lắm. Đạp đêm, bắt đêm. Nó là vậy á. Thì mình đạp con đêm phải bắt đêm. Nhưng mà mấy tháng nó đạp trúng không chồng? Trúng. Vậy đó à? Thì mình đạp được thì mình đạp chứ. Không, tháng 6 tháng 7 á. Nước sát. Đạp qua cái khi 10 giờ. 10 giờ đêm á. 10 giờ đêm đi đạp. Rồi qua ngày sau cái nước lại mình kéo. Cũng bắt đi mi gan vậy nữa đó. Chúng mình làm nữa. Bình thường. Chứ giờ mình không đập đăng mấy nước mình cũng đi mò. Đi mò. Không có ở dưới sông không có bờ không. Mò thì nó không chắc cú. Còn đập đăng này sẽ chắc cú. Đăng nó chắc cú. Mình không đập đăng là mấy nước đó anh em mình đi săn đêm mình cũng ở dưới sông không à. Mò cá đồ, mò đêm. Cái ngát tôm càng rồi mấy tháng đó mình cũng ở dưới sông không á. Như theo cái nghề bà cậu này là nói chung là anh em cực mà, tại vì cụ Lô Dung là kênh anh em mình là đi theo con nước, con nước say sao mình đi vậy chứ mình không có đi có giờ giấc nha cô chú anh chị, không có giờ, không có giờ giấc gì hết á. Nào nước cạn rồi mình đi nước trong rồi ngày. Mình đi cái tháng 3 ngày thì ngủ còn đi mình đi á, thì tháng 6 tháng 7 đó. Để nước ngày của mình mà đâu có làm gì được đâu. Mấy tháng đó em nghĩ chắc cá này cá kia nhiều ha. Giặt nhiều. Cá ngát, tháng đó cá ngát. Mỗi năm anh đạp tháng 6, tháng 5, tháng 6 là cá ngát chưa. Mà cá ngát bự nữa. Mà ôi á. Chứ không phải như vợ. Rồi. Tháng đó cá ngát bự, thì còn 3 tí. Đã.
mà dần đăng mình xuống khi nào mà ẩm nhà mình đạp chưa con nào cá bự cả 2 kg chứ mà chưa có. Ký ngoài bữa. Ừ, ký ngoài. Từ từ cũng dính hết trơn rồi nhí ơi, lo gì. Từ từ mấy con cá đó nó chạy vô chạy đá. Không mặn cá chẽm mà không nè. Từ từ là nó là nhấc ba luôn. Từ từ là nếu mà vô ngay cá bự rồi nó nước vừa dịch rồi nó lội rồi, nó lội lên phơi trên đầu nước rồi. Nó thụi phải không? Tới rồi thăm nó lội lên mặt nước luôn. Cá ngát hả? Ừ. À. Cá bự là nó lội cặp theo lưới, nó lội tới lội luôn hoài vậy đó. Vậy đó hả? Ừ. Tại vì anh ta kiếm chỗ trống bằng anh ta lùi. Ừ. Cá bự dễ biết lắm. Nó lội tới lui vậy đó. Thụi vô lưới vậy đó. Đã lắm. Đang bán cá ngát bự rồi, mình giờ biết chân chân này. Còn nước lẩu nhóc kìa nha. Ừ. Trong nồi nè. Làm mới nói chung là sức hành này suôn sẻ rồi rồi. Hôm qua anh em mình làm cái gì cũng suôn sẻ cá sủ này nọ anh gì cũng trúng hết trơn. Năm nay là nó sẽ ừ. Cái đà gì lên hoài. Sáng nay mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.